Thật bắt con khủng luôn rồi. Đây đây, mấy anh em vô đây hết à. Nó vào này mấy hang cú đây hả? Ừ. Ừ. Mọi người. Đỏ lắm. Rửa. Mấy cái hàng hàng lâu năm dự trữ mà. Nó này kẹt ở là vô lượm. Cua đông đá ra. Ừ. Đấy. Đó đó. Đó đó, lên nè. Thì em cho nó bò đây, lên. Đây 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 đây. Đó, trời ơi thấy chưa? Rõ ràng quá. Rồi hôm bữa em đắp lại mà. Nó vô bắt cua đó. Ba anh em công chào mọi người nha. Tiếp tục cái chuỗi hành trình là bắt cua bằng tay không ở trong rừng ngập mặn. Ba anh em công đi tiếp tới cái khu này nè mọi người. Giờ là anh phát hiện có cái hang ở trong đây, nhưng mà cái này ở trong đây nó có cái rễ cây rất là khó bắt. Cây chắc không bắt được rồi. Thôi đi luôn. Không bắt tay được. Không tay được bởi. Cái hang này em chỉ. Hang nãy thằng Nam nói nó bò lên trên phải không? Đây là đây thay thôi. Thay giống. Đi cầm xuống, tìm hang khác đi. Trời ơi, gặp chú thật mà bỏ. Chú thật phát hiện con cua nằm trong hang mà bỏ. Tao đủ mấy công, 45 tuổi. Ê, đang quay phim. Nghĩ nói chuyện chơi rồi. Tình hình là hết sức tình hình. Lâm tặc. Về thì bắt cua hay cháu lâm tặc chứ. Về đâu cạnh lâm tặc theo một cây mà. Cua nằm trong hang. Mà phải chặt cái để. Chặt bên ngoài nè, cái khúc nó nhỏ. Đêm nhỏ hơn kìa. Đây đó là sao? Anh chặt mà. Thấy giỏi không? Đây là trong này Nam đang ngồi đây. Anh chặt là Nam làm huấn luyện viên. Thật là làm bằng luyện viên. Thật đang lợi thế là cầm con dao. Ghê cầm cái giá. À, chặt rồi thì tự nhiên nó bứng cái mày. Thả răng. Tài khó. Cái giá rồi. Dẹp con. Xong, cuộc đời con cua nó sẽ đi về đâu. Gặp thật, chạy đường trời gặp Nam, bỏ đi, tới chiều chứ con cắm xuống đồ. Cái hàng kia cắm xuống không mất được. Anh nói phải luôn. Đâu ngỡ bắt. Chắc nhớ nghề chào. Tao đâu phải nhìn mặt. Rồi bắt con cua rồi. Bắt nhẹ nhàng không? Đúng chứ. Chưa. Thì bây giờ nó đi tới đây rồi. Bây giờ là hiện tại là 12 giờ rưỡi. Chắc 1 giờ chiều bắt cua lên. 1 giờ chiều bắt xong rồi đi về luôn. Sâu hả ta? Cắm gì hả? Rồi xong tuốt dưới luôn. Sâu lắm. Cái này bỏ cột luôn. Đúng chứ? Đúng rồi. À, đúng rồi thì chuẩn bị tôm. Ê, có con tôm gì hôm hổm nó cắn ra thật. Nó bò ra kìa. Đâu? Ừ Nám. Nè được cái càng rồi nè. Rồi xong. Nó bị gãy càng rồi. Nhóc luôn á, con này nhóc chân nè. Cho mày không chùi chơi Nam, chơi Nam. Con này chơi đã lắm Nam. Không, tay không, nhức da. Em biết tay mà. Vậy đây nó bò lên hả? Nó bò vào trong cái rễ cây kìa. Không, con cua. Bắt chơi. Nhức tay. Nó rút vô đây cũng ngắt được. Rồi. Bây giờ gãy cái càng này còn cái mình. Nó có một càng á hả? Rút vô á, con cua này nhỏ không bự. Nó cứ đi ra đi vào. Đó, đây nè mọi người. Thật quá, lên rồi nè. Giữa mà ăn. Cua cái. Cua cướm. Lên mà vào. Đi, qua bên kia. Cua cái yếu vui. Dính nào. Đi. Cái câu chú cứ đi bình tĩnh. Qua bên kia luôn hả vậy? Chưa đâu, chưa vô đâu. Ai qua cánh đồng phương Nam lắng nghe con sông thương đám lục bình trôi.
mình soi bông. Ông nước. Vô hả? Ôi ngon lành. Đây nè mọi người. Nam tới từ từ. Đây mình lọc mình đặt là nước chưa lên tới. Mà vô cua rồi nè mọi người. Ống nước đỏ đây nè. À xui. Không thấy. Tự nhiên lạc mắt cái con kia kêu uổng vậy. Cua cái cho bá đỏ ao luôn. Sâu đúng không? Nằm dưới đây nào, yêu ru ngon lành vậy ta. Nãy đi thấy hả? Thấy thục xuống là thấy hạt. Mỗi bắt đầu xâm nhập thị trường Australia. Cua điện cua đực càng cho bá. Kìm không gì nữa hả? Có chứ. Cái kìm. Cái kìm không? Không. Ngon, ngon. Nghe nó thật là là ngon mọi người. Đang ôm nó luôn hả? Lên lên lên. Nó chạy xuống nó không thèm. Hồi là nó chạy xuống nó bung hai cạn. Rồi, trời ơi mọi người. Ê, ê, ê. Từ từ. Còn con nào nó không hết à. Đó. Nó chạy xuống rồi nó bung hai cạn ra nó không thèm. Mọi người thấy con cua. Cái này tới khu vực này là để dành cho nào. Ngon lành nè mọi người, thấy con cua lên cua quá đẹp. Một em. Mình đi kiếm ấy thật em. Nam ống mini nữa nè. Ừ đúng rồi Nam. Không thấy hả? Ê bò ra kìa. Tao nói mà, mọi người thấy không? Mọi người thấy con cua mọi người. Còn nữa không? Chú xuống cái đó đây. Nam núp lùm rồi Nam. Trời ơi, ẩn mình kìa, ẩn mình rồi, hay không, hay không? Đây là thành quả được một con nha mọi người. Có rồi. Cái này vừa giấu cua nè ha. Ê, vừa giấu cua lớn mà ha. Một cái giấu cua lớn mà cái giấu thò lòi cũng chà bá luôn. Nè hả? Có ăn lắm. Cái này thì đi vô trời. Giấu của nó nè. Giấu đâu? Giấu con phần đồ nó ăn cua nổi đó. Ừ. Mà trong thấy giấu bự lắm mọi người. Nhưng mà không bắt được đâu. Thì nghi lắm mà. Hôm trước mà lần nào mình lại đây cũng cái này mà nước ngập lên là sẽ có cua. Y như rằng có không công an bắt chết. Rồi rồi. Đây coi cái. Mọi người thấy mọi người là hồi nãy trong thời gian mà công cái thật là đợi nước lên á với Nam á là mấy anh em công đặt lợp trước ở đây
xong rồi đặt vòng 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 theo cái này nè. Bây giờ nước chưa lên tới là cua đã vô rồi. Bắt hai đi. Thật là đang bắt con cua mà. Rồi rớt con càng luôn, hồi cua con cái mập lù luôn. Rồi hai càng luôn. Nhanh gọn, hai càng ngọt sớt. Tôi biết cái kêu bắt ra là biết rồi. Yếu. Đã thấy cua không? Đây còn cái lợp nè. Biết. Còn màu trắng trắng mà. Trời. Cua nè mọi người. Sáng giờ anh bỏ vô. Anh đi bỏ cua vô lợp đó hả? Không đâu có quẩn. Cua cái ngon lắm á. Nó vừa lú nước chắc cua trong đây ra quá thật. Phải không? Giấu ra kìa. Nó bò dưới mấy cái được kịch này. Mấy anh em bây giờ lát cua đi kiếm hang chứ. Dễ gì nó qua hang đó mà lâu. Nó qua hang đi mà. Nằm đây nè. Xong. Đụng ra. Đụng ăn thật mới nói chứ. Thôi là dân chơi mà. Rồi. Lên. Một con. Mọi người thấy cua. Con nhỏ nữa. Con nhỏ nó bỏ đi ha. Đủ tuổi giờ là mình lụm đó. Rồi, bỏ quá, nhỏ quá mình bỏ mọi người. Sau này nó lớn lên mình bắt. Rồi, mình tiếp tục. Hang cua quá trời luôn mà sao nó. Cua bự bắt hết. Nam phát hiện cái hang, Nam bắt gãy càng, chịu thật lại cứu. Cái của đâu rồi? Đồng màu không gì nhỏ xíu rồi. Cái con bự đúng không? Con bự có nó nước từ rửa. Nước rửa. Có thấy thật bắt đơn giản là bắt được đâu. Đơn giản giống như là đơn giản nè mọi người. Cua cá ngon. Rồi. Mình đi vào đi sau. Tới giờ xuống Nguyệt Đạo. Hả? Ngon ngon. Vô mọi người. Thật bắt cua khủng rồi mọi người. Đây đây, mấy anh em vô đây hả? Nó vào này mấy hang cũ đấy. Ừ. Ừ. Mọi người. Đỏ lắm. Rửa. Hàng lâu năm dự trữ mà con này kẹt ở là vô lụm. Cua đông đà ra nè. Ừ dạ yeah. Ừ có ăn lắm. Nó phải qua bên này nè. Không biết mà nhìn thấy ở ngoài, có dấu vô. Nãy bò xung quanh là thấy có hàng cua. Ừ. Bò lên. Đó, lên nè. Thì anh cho nó bò đây, lên. Đây. Đó, trời ơi thấy chưa? Rõ ràng quá. Rồi hôm bữa em đắp lại mà. Nó vô bắt cua đó. Hôm bữa em đắp thấy hàng cua rồi. Này hôm bữa em bắt thì sao em đắp lại. Bắt rồi bỏ vô hang vỏ nè. Thật bắt luôn rồi. Thấy cái dấu nó ngoài nó vô. Thấy dấu nó ngoài nó vô. Vô đây. Không nó vô lại nữa. Ừ. Thấy nó ngoài nó chui vô mà. Không ngoài thấy nó sâu tim. Chạy đi đâu. Không nhầm nhộng này. Tiếp nè. Này tiếp tục mọi người. Một con. Đây. Thật phát hiện hang cua. Và có cua hay không là ở nằm trong đây. Chạy hơi buồn. Nằm theo cái cây nè. Chú Nam nghĩ chú thật hả? Giỡn chơi hả? Ây da. Bố nè. Bố. Nó đụng luôn không? Đụng mà.
nó nằm bên trên đó, bên trên đây. Thấy đâu ngoài đó, mình thấy cua rồi hả không? Sao nó còn cạn? Cua đây còn cạn đâu? Anh nhìn nó đâu có dấu cạn đâu. Anh nhìn ở đây chắc mà anh mập. Nhìn ở đây anh đâu có thấy dấu cạn vô. Thấy dấu ngoè. Thấy dấu ngoè. Anh nhìn đây mọi người, đây là thành quả của ba anh em con mà đi môi mông móc cua sớm giờ nè mọi người. Đây. Cũng không có được nhiều mấy, cũng tầm nằm mới rửa sạch vô. Chắc cũng được 3-4 kg á, 2-3 kg á, không tới 3-4 kg đâu. 2-3 kg. Cua hôm nay giòn giòn thôi chứ không có to nha mọi người. Xíu còn mấy anh em còn cột cái, rồi xong quay cho mọi người xem.